Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào bếp và hôm nay mình sẽ nấu một món cực kỳ đặc biệt. Mọi người không biết có biết cái món này món gì hay không? Đây mọi người ơi, đây là tép trấu nè mọi người. Tép trấu mình mua, cái này tép bò, nó đây là tép bò các quý vị. Thì mình mua một cái dĩa tép này để mình về mình làm, mình cháy hả? Cháy mỡ tỏi hả? Đó, mình ăn. Và hồi sáng giờ mình để ra ngoài ngăn mát á, thì nó có vẻ là nó hơi ngã màu hồng hồng một chút xíu rồi, kiểu là mình bỏ ngăn đá thôi, mình bỏ ra nó muốn chín đó mọi người. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái này mình xào và mình ăn với canh, một cái món cực kỳ Việt Nam. Hôm bữa thấy nó bán bên cái quầy đông lạnh á, nhìn ngon quá trời, cho nên nó hả thôi phải mua ngay mình về làm ăn, tại vì lâu lắm mình không ăn món Việt Nam, nhất là món tép trấu này nè. Tép này gọi là, mình ở dưới mình gọi là tép trấu. Thì bắt đầu xào lên, cháy mỡ tỏi hấp dẫn nha mọi người. Ok, mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ ăn cùng với nấm nha quý vị. Nấm này á, là nấm sườn heo, nấm nấu với sườn heo nha, sườn non á mọi người. Đây nè, đây là sườn non nè, đây nè, cắt nè, nhỏ 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 ra nè. Đó, ông xã mình nấu cái nấm đùi gà chung với cái nấm này, nấm gì đó, nấm ngọc hả, nấm trắng nha, nấm ngọc trắng nè. Đó, rồi xong một hoàn thành cái nồi canh nha mọi người nha. Đây, và mà hôm nay mình cũng sẽ làm chung với cái món cá này mọi người. Cái cá này hôm bữa mình thấy mình rất là muốn ăn luôn, nhưng mà thường con cá này thì nó hơi bị mắc, nó 7 đồng mấy một bao rồi quý vị. Mà lúc mình mua là lúc mình mua 10 đồng một bao, mà suy đi nghĩ lại nó thôi mắc mà cứ sợ mắc không dám ăn, rồi cuối cùng mình không có ăn được. Thôi bây giờ mình bóp bụng mà mua ăn cho nó đã cái chứ là đã. Rồi xong hôm nào mà gặp sale thì mình mua sale, cho nên mình mua có đúng một con thôi, mà một con này là 19 đồng mấy nè quý vị. Quý vị thấy không, 19 đồng mấy nè, 10 đồng một phao. Cái này chồng mình là ổng mua đó, tại vì mười mấy đồng một phao mà con cá mười mấy đồng, 9 đồng một phao mà một con như vậy mà mười mấy đồng là ổng không ăn rồi đó. Còn mình đó thì thôi kệ đi, thèm ăn cho nó đã, tại vì mình đi làm á mình cũng cực, đúng không, làm thì cũng cực, cũng phải hưởng thụ chứ, giờ ăn mấy cái món rẻ rẻ tiền hoài cũng không có ngon lành. Nó kiểu là có khi mình bị ngán á. Con cá này là cá hường quý vị, cá hồng á, cá hồng cá hường vậy đó. Cá này nè, mà chiên, cắt ra chiên xù á, muối với sả ớt á, chiên lên ngon lắm. Và cái này là hồi sáng giờ mình bỏ ngăn mát rồi nè, bỏ ngăn mát để cho nó rã đông ra rồi, nhưng mà nó vẫn còn cứng. Mình mới đi công chuyện về tới, hôm nay là ngày off của mình đi công chuyện từ sáng tới giờ luôn. Thì bây giờ mới vô được tới nhà thì bắt đầu mới lôi con cá ra làm. Tại vì nhiều khi á, bỏ ra xong đi làm về, bỏ ra ngoài, ở ngoài thứ này luôn á, ngoài trời, ngoài bếp gì luôn á, thì sợ buổi chiều về á, làm không kịp á, không kịp cái cá nó bị ương. Chắc bữa nào mình sẽ mua cái kéo cắt nào, mua cái kéo để làm thịt, làm cá này quá. Kéo này giống á, cắt giấy đó. Bữa nào mua cái kéo cứng để cắt đó, cắt như thế này đó, lá chiên lên cho nó ngon, để cạo nó ra. Có còn dãy không, cạo có còn dãy không, đây còn ha, còn mớ dãy trên này ha. Kéo này cũng bén đâu nha các bạn, cầm gì cũng muốn coi chừng đứt tay, cầm gì á khi mình để cái tay ngay đây nè dễ đứt lắm, ngay đây nè. Ok, này mình bỏ vô đây, cột lại cho nên có tay, cột lại. Mà mình còn tép nữa, lát mình làm cái tép nha, tiếp tục tới cái tép nha. Tép này á, là thường nó là bên Thái Lan nó nhập qua, hoặc là bên mẹ tép cá rồi mấy đồ này nè, nó bán trong đông đá, bán trong đông đá. Một dĩa này mình mua 7 đồng như sao, 7 đồng đó, thấy không, tép trấu. Giờ mình rửa cho nó
cho nó rã ra nhẹ nhàng thôi nha, chứ để nó bể bá hết khi mình làm nên nó ngon. Anh ơi, cái thép chấu này cắt mỏng cắt mỏ không anh? Cái thép chấu này nè, em hỏi con thép chấu này có cần cắt mỏng cắt mỏ nó không? Cắt rau nữa hả? Đâm hỏng anh em. Cắt mấy cái rau nó đi. Còn mấy ông nếu mà làm biếng thì khỏi luôn đi. Này cắt rau hơi bị lâu quá nha. Khỏi cắt nó xào đi. Ăn đâm mỏ hả? Cái này cắt rau hơi bị lâu quá nha quý vị. Cái này để mình đi nốt cái đầu nó cái đi. Đầu, mấy cái đầu tép này. Đi nó có cái đầu tép này để có mùi người ăn xước mỏ. Mọi người thấy không? Này, bây giờ sẽ cắt như thế này. Cắt cái đầu nó. Chà, cắt cái này xong cái tép nó sình luôn quá. Chứ cái này ăn nó cũng đâm đúng không quý vị? Nói chuyện với vợ đó đâu, lúc có vô cậu vợ ra nói chuyện anh á, đang quay à? Ông chồng em bữa nay làm bếp. Giờ vô làm đồ mì, ý chiên cá. Chậu mà làm cái gì à? Tao mới khui cái hộp bánh mì. Mai tuyết cơ, bão tuyết luôn á, không biết mình làm được hay không á. Cho nên nó coi ra nước có tuyết là mình làm ơn ở nhà đi, đừng xuất ra đi. Tuyết nhưng mà mai tuyết đó mình phải ở nhà. Mà nó cứ tối này, cứ ngày mai rồi nè. Đó, coi coi sao. Bánh mì. Lát lấy cà gót với xà lách. Trộn xà lách ăn. Nè, quý vị coi không? Cái cây ha. Trộn với cây. Mà nó trộn xà lách. Nó ướp gia vị mặn mặn ngọt ngọt thôi. Ăn thơm thì mặn nghe quý vị. Thơm mà mặn à. Ăn với ăn trộn với trái cây. Của chính phủ nó xem nó bỏ muối vô tiếp tan nó rồi xa lỗ á. Hơi tối, khi mà quay video hơi tối lắm vậy á. Để mình chạy một cái đường dây
có đâu tiết kiệm điện á. Còn ai muốn sáng nó bỏ tiền ra đi rồi coi cho nó sáng. Mình có một cọng đèn á, mình chạy dài sát vô đây nè, khi quay phim các bật cái đó lên cho nó sáng. Nhưng mà nó cũng hơi lưng lửng không có gì hết. Mấy cái trên đầu thì nhìn như vậy thì nó bị tối cái mặt đúng không? Mà ngang đây thì là cái tủ, không thể nào mà gắn đèn vô cái tủ được hết. Nhà em có hai đàn bà quý vị đó, em nói chị không đứng còn ông là ý giới vậy mà ông nói mình có là mình là ý giới, ông la còn dữ hơn mình nữa, đang dữ hơn mình la nữa. Giờ mình sẽ lấy mì cho mình ăn với canh nắp. Khi em nói chuyện mọi người đó, mọi người không nghe em ăn canh nắp đâu vậy, canh nắp với mì đâu vậy. Chuẩn Việt Nam luôn quý vị. Một con cá chiên đó cùng với một dĩa tép. Wow, hấp dẫn không quý vị? Với đây là một tô canh. Có canh, có cá nha. Đó. Rồi, mời mọi người cùng ăn cơm với hai chồng mình nha. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn với hai chồng mình nha. Mời mọi người ăn. Mời mọi người ăn cùng hai vợ chồng. Chị con. Này của Henry. Ok rồi. Stenosaur rồi, con lại đó chơi đi. Stenosaur nha cô chú. Rồi, cô chú thấy rồi. Henry là ăn trước nha cô chú. À, phần Henry là tại vì Henry chờ lâu lắm rồi, hồi chiều bây giờ Henry đi học về á. Cho Henry ăn trước. Bây giờ cá này chiên, chiên giòn nhìn hấp dẫn nha mọi người nha. Rồi mời mọi người cùng ăn nha. Đồ tép rang. Ăn món tép rang trước đi nào. Bỏ vô. Gắp một miếng đó. Đây, vừa một miếng tép rang, một miếng cơm trắng. Cơm dẻo dẻo nha. Tép nè, hơi nhỏ. Tép là tép bò nhỏ hơn tép tép chấu hơn hả? Tép chấu hơn, tép bự hơn tép dưới vậy. Thật hơn. Dạ. Thôi nữa. Đó. Đang lô đỉnh á. Đó, mình ăn cái món này mình nhớ hồi lúc mà mình ở với bà dì Út của mình á, là lúc đó nhà thời gian đó còn khó khăn lắm, hồi đó là còn 50 đồng là lớn nhất của quý vị. Mình với anh hai mình á xuống sông kéo tép ăn suốt à, kéo tép mà tép thứ này nè bự hơn này chút xíu chứ không nhỏ giống vậy, bự hơn cái cứ ram gì nè, ram cho nó mặn, nó ráo ráo gì đó, ngon. Ăn một đoạn cơm mà thường gấp mỗi lần một muỗng một đũa ăn gì gấp lần hai con tép nhỏ nhỏ, đâu dám gấp nhiều. Rất nhiều bị la. Ăn ngồi nhiều, ăn cơm vô. Ăn phải gà cơm vô. Chứ còn ăn mà ăn ngồi không bị la. Nè nóng nè. Nấm này là nấm, có nấm đùi gà ha, nấm ngọc ha, với sườn heo. Cái nấm đùi gà ông xã mình cũng cắt rồi. Ông nấu với cái sườn non á. Cái sườn non anh lóc ra anh để cho ông bịch sẵn lên. Ba con bịch rồi hả? Ngon lắm. Lâu lắm mà mới ăn được một món như thế này. Rất là kêu bằng gì rất là Việt Nam. Ở Việt Nam á thì mình ăn nấm rơm, nấm rơm bữa nào mà ăn được món nấm rơm ha, tép mà rang vậy ha, xuất sắc, nhức răng, ăn có khi ông hai ba chén cơm.
cái gì biết món tép nè, ram á, rang mà rang nó gáo vậy hả, ăn với cháo trắng ngon lắm. Mà cái này nó chưa có được ngon tại vì nó đông đá, thịt nó bị mềm không ngon. Chưa? Nếu như nó tươi nữa là nó ngọt. Thấy hả? Nó tươi nữa là ngọt. Còn nữa anh chạy chợ mua rau sống của bánh tráng rồi. Hả? Chạy chợ mua rau sống của bánh tráng rồi. Nãy hả? Mới hả? Tự nó không có tươi cho nên anh không đi mua rồi. À. Đồng đá cuốn cán nó ngon. Đồng đá cho nên cái thịt nó bị bở, nó hơi bở. Mà các bạn biết tép này á, nó nhỏ quá. Các bạn làm cũng nhanh á. Thời gian mà mình sơ chế nó lâu á, nó bị sình. Đổ qua màu đỏ nữa sình. Quên ăn cá không? Ở dù ăn cá không? Dạ. Hả? Dạ. Giờ ăn thử miếng cá. Nó bị hư hả? Dạ. Đưa ba làm cho. Mới rồi. Thôi mình dễ ăn. Trời nó cứng quá. Ừ. Ú dạ. Cá chà. Ú chà chà. Nó cá hường mà. Nó hồng quá. Nhưng mà tập nó mềm nó ngọt hơn. Ngọt lắm. Hình như con bụng nó cứng á. Ngon nha quý vị. Nãy mình ướp sơ miếng muối trên mặt cá đó, cho nó hơi nó săn lại, mình chiên nó săn lại. Với khi mình ăn nó giòn giòn. Cá ngon, cá là tươi. Cá này bữa đó mình thấy nó tươi thì ngon. Mua đúng một con, tại nhà hai chồng cũng đâu ăn cá nhiều đâu. Có mình ăn rồi, cho nên một mình ăn con cá này hai ngày luôn. Nếu thì ăn đúng chuẩn nè, ăn kiểu của Việt Nam á là phải ăn 2 ngày luôn á. Đó, quý vị coi cái miếng cá nè, hết sảy rồi. Bẻ ra nè, dẻ ra, đỏ. Đỏ. Bỏ vô đây. Biết làm gì không? Xịt miếng nước tương vô. Xịt miếng tương vô. Chiu 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 chiu. Đó. Rồi xong, giờ cắn thử miếng nha. Ngon quá. Cái chảo đó, nó chảo cái gì đòn tròn. Cái chảo nó chiên được, chiên đồ ngon. Ngon lắm luôn. Cá này mình úp một phần muối nữa. Khi mình chiên lên nó ra rồi. Ngon quá. Lâu lâu ăn lại cái món Việt Nam, chuẩn Việt Nam. Thấy bữa trước á, ăn toàn là mì gói rồi ăn ba đồ linh tinh á khi mình đi làm á. Làm miếng ngon. Mua bánh mì rồi kẹp thịt ăn đại. Cái phần nấm á, nấm rượu gà nó giòn giòn nhai ngon, nó sụp thật sụp cho nên nó khi mà ở bên đây á bóc sao cho nó hư vậy. Nhiều người họ ăn chay á, họ lấy cái nấm rượu gà họ cắt gà họ xé cái họ làm giả thịt gà ăn nó dai dai giòn giòn giống như thịt gà vậy. Mà khi mình ăn cái vị nó khác với cái tàu hũ hơn. Có một số loại tàu hũ quốc là họ làm giả gà, giả thịt. Nhưng mà nó loại nấm nè, làm thịt gà ngon. Cái gì vậy? Gà chiên gì vậy? Gà muối chiên gì luôn đó. Trong đồ chay quý vị. Mà họ làm hay lắm à. Ăn y giống như là ăn giống như làm thịt vậy đó. Giống như các bạn tưởng tượng các bạn ăn thịt gà thiệt luôn. Đây. Các bạn thấy cái chảo này không? Chiên.
chiên lại giòn gấu 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 luôn, nhai gụm gụm ăn ha, ăn cá à, ngon. Cái chảo chiên chiên cá ngon quá. Cái xương này, cái như cái ức của nó mình ăn, mình hay thích ăn cái phần xương ngay cái ức, cái giòn giòn. Khi mà bạn chiên giòn á, nhai mềm, còn nếu bạn chiên không giòn á thì ở trong cái phần cái ức á nó có một cái miếng thịt, mà cái miếng thịt nó mềm mềm, ăn nó ngon, béo béo, phần thịt như ức béo. Con cá nào cũng vậy. Nói thiệt chứ bạn đây nhiều khi nấu ăn á, nấu nhiều chứ ăn bao nhiêu không? Bỏ tủ lạnh ăn, bỏ tủ lạnh ăn nhé, cứ ăn toàn đồ cũ không. 7 giờ ăn cơm xong đi công chuyện cũng vậy. Tại vì á, sáng bỏ cái con tép này ra rồi cho nên phải làm, không làm được cũng làm nó ương, bỏ vô ngăn đá lại là hư rồi. Thôi anh ha, chặt chuyện nữa. Em đã làm đá, em lấy ra rồi, em hành vô làm đá rồi. Mấy bữa sau nó bỏ ra nó hôi. Lần sau mình bỏ ra nó mùi hôi hôi cũng sủng. Nếu mà tép, tép nãy là mình bỏ ra vậy nè, để nó mát luôn nha. Nó chưa tan đá hết mà nó bị đỏ, đỏ lại bị ương quá vậy. Mọi người làm lấy cái cá này ăn được rồi. Lấy bột kho rồi. Cá cũng ngon. Cảm ơn. Nhưng mà cá này hâm microwave nó đâu cũng ngon. Hâm là hâm, chỉ là hâm lò nướng thôi. Bỏ vô lò nướng quý vị. Thấy cá mà chiên chiên à, bỏ lò nướng mới ngon. Còn bạn hâm microwave thôi. Này thịt với nước tương. Cơm. Tại mình chưa có ướp. Mình chỉ áo một lớp muối ngoài thôi, chưa có ướp nào. Ngon quá. Thank you anh bữa cơm. Quá xuất sắc. Ngon. Tự nhiên ăn con tép này cái nhớ. Nhớ có thời gian mà ở chung với bà gì. Cầm đũa nè mà ăn tép gấp. Tắt chúng con, bé xíu xíu. Anh, ăn này giống như cặp ăn mù mắt. Câu nói của ông ngoại mình đó, cặp ăn mù mắt. Ý là cặp ăn mù mắt bao giờ mới no á. Còn mẹ, anh lấy muỗng súc không mẹ? Ừ đúng rồi. Muỗng súc ăn rất lẹ chứ. Chứ ăn ngồi gấp kiểu này, cặp ăn mù mắt. Ok, thôi giờ cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người. Bye.